Ôi, hôm nay được một cái ghẹ nha. Đây, hôm nay mình sẽ làm cái ghẹ sốt Singapore nha. Rồi, bắt đầu thôi. Rồi, các bạn có thể dùng bàn chải để mình rửa ha. Mình dùng cái rửa nha. Rồi, ok. Sạch sẽ luôn rồi. Rồi, sau khi rửa sạch, bắt đầu mình sẽ cho vào đây ha. Ok. Ghẹ mà có gạch này là ngon nha cả nhà. Ok nhé. Wow. Wow. Tuyệt vời ha. Cái này mà gạch này là ngon nhất nha. Rồi, đây là ghẹ cái phần mà mình đã tách ra ha. Đây, phần này mình sẽ nấu sốt nè, còn cái này phần này mình sẽ hấp nha. Đấy, cái phần này mình hấp cho nó không có bị bể ha. Cái càng vậy mình đập trái dập dập cho nó gia vị nó thấm nha. Rồi cái phần gạch này mình sẽ đi hấp trước nha. Đấy. Hấp riêng nhé. Cái gạch này để gì ăn luôn nha cả nhà, chính là để gì ăn luôn, không có xào vô cái sốt nha. Cho ghẹ vào ha. Đây, đây là nguyên liệu để mình làm cái món sốt ghẹ nha. Thì ớt ha, hai trái ớt lớn, một trái ớt nhỏ ha.
hành tím, tỏi, gừng ha. Hai trứng gà ha. Rồi, đây là tương ớt, tương cà ha. Dầu hào mắc ghi nè, cho vô luôn. Rồi. Rồi, về phần gừng, tỏi, ớt, hành là mình băm nhuyễn hết nha. Băm nhỏ luôn nha các nhà. Rồi nó sôi lên mình cho cái hỗn hợp tỏi, ớt, hành rồi nè, gừng ha. Rồi. Lửa nhỏ nha các bạn. Rồi mình cho nửa chén nước luôn nha. Rồi cho mình gia vị nè. Hai muỗng mắm ha. Cho một miếng giấm nha. Giấm cho nửa muỗng nha. Xoay đi. Rồi cho cái ghẹ nãy mình tao á, cho vào nha. Đây. Đó. Rồi, mình đảo lên nha. Rồi mình để lửa đều đều cho nó rút cái ghẹ này nha. Đấy. Rồi mình cho cái trứng gà cái nha. Từ 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 luôn ha. Đó, cho nó sạch sạch lại một tí nữa là ok nè. Ok nè. Wow. Rồi tắt lửa nha. Rồi cho em nó ra thôi. Thank you.
Xuất ngon quá cả nhà. Thịt vào luôn.